Đà Nẵng, tạm giữ hình sự hai cặp tình nhân mua bán ma túy qua Facebook. Ngày 11 tháng 12, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, tạm giữ hình sự các nghi can mua bán ma túy qua Facebook. Trước đó, tối ngày 7 tháng 12, Công an quận Sơn Trà bắt quả tang Trần Quốc Long, 30 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, điều khiển xe máy bác sĩ 43H1-229.49 mang theo gói ma túy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Long khai nhận mua gói ma túy ở đường Hoàng Bích Sơn, phường An Hải Bắc qua Facebook Công Dưỡng. Công an quận Sơn Trà đã dùng Facebook của Long để liên hệ với nghi can này và định vị vị trí. Trong đêm, Công an quận Sơn Trà ập vào nhà của Đặng Phan Công Dưỡng, 27 tuổi, trên đường Hoàng Bích Sơn, khống chế Dưỡng cùng người yêu là Nguyễn Thị Xuân Vân, 23 tuổi, ngụ phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và đàn em là Phan Văn Tâm, 26 tuổi, ngụ phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Khám xét nhà, lực lượng công an thu giữ hai gói ma túy. Qua test nhanh, cả bốn nghi phạm nêu trên đều dương tính ma túy. Theo khai nhận, Dưỡng đã có hai tiền án về cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng bốn tiền sự, từng được đưa đi cai nghiện bắt buộc ở cơ sở xã hội Bầu Bàng, thành phố Đà Nẵng. Còn Tâm có một tiền án trộm cắp tài sản, một tiền sự cai nghiện. Dưỡng lôi kéo người yêu cùng mua bán ma túy, Vân là người trực tiếp sử dụng Facebook Công Dưỡng để liên hệ với người nghiện, người có nhu cầu mua ma túy. Sau khi thống nhất giá cả và địa điểm giao nhận, Vân phân công Tâm mang ma túy đi giao. Tiếp đó, chiều ngày 8 tháng 12, Công an quận Sơn Trà ập vào nhà 62-15 Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, bắt quả tang Lê Quốc Việt, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà, và người yêu là Lê Thị Hồng Nhung, cùng 28 tuổi, đang tàng trữ một gói ma túy đá, cân tiểu ly. Việt khai nhận đã mua ma túy về cất giấu, vừa sử dụng vừa bán lại kiếm lời. Việt và Nhung cũng sử dụng Facebook để giao dịch với người mua ma túy.